Có khi nào chị Xu nhà mình giả bộ bệnh để được nghỉ học không ta? Đó, rõ ràng ngày hôm qua đi học về còn vui vẻ nhiệt tình mời mẹ ăn bánh tráng được chứ. 10 ngày một bịch hả? Cái không? Trời, con thương mẹ trời con đi học về hả? Bị đặt nịnh mẹ nữa chứ. Thương mẹ là phụ thôi, chủ yếu thấy chị hai mua bánh tráng về nên lật đật chạy lên phòng chứ gì. Nhớ tối làm bài tập cho xong để ngày mai đi học nha Su. Mà nhìn đống bài tập của Su là mẹ biết lý do tại sao Su không thích học môn tiếng Việt rồi đó. Viết bài quá chừng luôn mà. Ô mà có khi nào không làm hết bài tập nên sáng dậy chị Su nhà ta mới trở nên như vậy không nè? Đau lắm hả? Tự nhiên sáng sớm mới ngủ dậy khóc thúc thích la đau họng là sao? Để ba kiểm tra cái nào. Ba đâu có thấy họng sưng hay sốt gì đâu Su. Có khi nào Su giả bộ để được nghỉ học không đó? Ba nói như thế làm Su tổn thương ba. Để mẹ hỏi câu hỏi này là biết Su bệnh thiệt hay giả đò liền. Dạ, hôm nay đi học được không? Thương chị Su ghê chưa, bệnh nhưng mà vẫn muốn đi học. Ta nói trẻ con bây giờ nhiều suy nghĩ với chính kiến dữ lắm. Giống như chị Su Mi nhà ta này mới 5 tuổi thôi mà bị đặt tự lựa đồ đi học thôi. Chứ ba mẹ lựa là không có chịu đâu nha. Còn chị hai Su Ti nhà ta lâu lâu nhõng nhẽo với ba thế thôi chứ cũng mạnh mẽ lắm. Uống chén tắc chân đường phèn chua lè đáng ghét. Nhưng mà chị ta cũng gán uống cho xong để rồi đi học đó. Ờ mà sao sáng nay chị hai nhà ta không chịu đi ăn sáng với ba mẹ mà đòi đi học sớm vậy nè? Mẹ yên tâm đi, trên trường hai có canteen, với lại đi sớm hai mới kịp làm xong bài tập. Vậy thôi ba mẹ chở Sumi đi học luôn đi. Sumi cũng không ăn sáng đâu, con lên lớp ăn sáng với mấy bạn cũng được. Mà có vẻ như em Sumi nhà ta hơi buồn thì phải. Trời ơi, hỏi ra mới biết em lo cho chị hai. Em còn dặn chiều nay ba mẹ đón con sớm để chở chị hai đi khám bệnh nữa nha.